cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh cam kết mặt bằng sạch trong tháng 11 năm 2022. Ngày 6 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam các đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, các ban quản lý dự án đã hoàn thành bàn giao 100% mốc giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã trích đo, kiểm đếm đạt 95% khối lượng và đang tập trung áp giá, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân. Các địa phương đã giải ngân được 218,63 tỷ đồng, đạt 17,41%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đồng ý chủ trương khảo sát các khu tái định cư cho 6 trên 6 địa phương. Hiện nay, 6 trên 6 đơn vị trình thẩm định, thị xã Kỳ Anh, huyện Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà và 2 đơn vị huyện Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh đã được thẩm định, phê duyệt. Về công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình quốc phòng, hiện nay, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đang chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp với Bộ Quốc phòng, Điện lực Hà Tĩnh, truyền tải điện, thực hiện công tác khảo sát, lập phương án di dời. Ông Lê Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cho biết, theo cam kết của các địa phương, tỉnh sẽ bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20 tháng 11 để đủ điều kiện khởi công dự án cao tốc và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2 năm 2023. Hà Tĩnh cũng đã xây dựng quy hoạch mỏ vật liệu để trình Bộ Giao thông Vận tải. Tỉnh đã chấp thuận 56 bãi đổ thải trữ lượng 8,32 triệu mét khối, trong khi nhu cầu dự kiến chỉ có 8,1 triệu mét khối.